chết rồi. Có gọi được cái trên phòng này có số điện thoại ở đây phòng này bao nhiêu để gọi để mà hỏi tí nữa. Thế là em Tây đi à? Dạ, người phương Tây họ đi du lịch nhiều mà họ thấy ở đây họ cũng có là con ngạc nhiên quá. Đúng. Không ngờ là chứ này từ nên cho nên cả cái gì thích chơi cho nên là nói chung thì cũng lương hay đâu. Dạ cũng được rồi, nói chung thì cô Vi cũng hơi phân một chút nhưng mà nếu mà còn vẫn là có thể chấp nhận được tại vì là đẹp quá đi tiếc à. Đúng, ở không gian này đúng không, mình cũng trẻ khỏe ra bao nhiêu tuổi là cái này cũng mới nữa. Dạ. Trong cái thành phố Khuôn Viên nó cứng nhắc ấy, nó không có không gian đẹp thì có nhiều khách sạn đẹp. Đúng không phải là mình nó đẹp ở cách hài hòa, nó đẹp ra đến thiên nhiên. Đây là thiên không gian, thiên nhiên nó đẹp. Mà chỗ đấy kiến trúc phải rất Việt Nam nhé. Kế là một trong số ít nhà thiết kế nổi tiếng của thế giới mà. Đấy, bác thấy đẹp lắm. Lần này về bác quảng cáo hàng hết. Quảng cáo hết Việt Nam luôn nghe. Việt Nam rồi. Thế giới ngoài. Đội này mấy em này trẻ như này mà chắc còn gắn bó đây lâu đúng không? Tao trẻ. Dạ. Dạ, anh chị với cô chụp nhiều hình vô đây hồi về. Đi này quay đây này làm một thước phim luôn. Dạ. Đi quảng bá luôn này. Thế quyết định học cái gì chưa? Mai đăng ký học cái gì chưa? Em chưa đi về. Tô cá cây ác. Vẫn còn đang khách đông lắm các bạn. Em học yoga nhé, con ký đăng ký lên trường đại học nhé. Mai từ 1 giờ đến buổi đến tối cũng được nha. Yoga thì mấy tiếng cô? Dạy là mấy tiếng giờ không? À, tức là trong khoảng thời gian đó là lúc giờ nào? Lúc như không tắt lần được phải một tiếng hàng phải tập. Thường là thường đấy là mấy khoảng một tiếng khoảng đó là con chút nhiều hơn. Nhá, trong lúc một tiếng cho mẹ nhé. Để em sẵn nghe chưa gì học. Vui lắm.